치만 치만 nhưng. Đối với cấu trúc 치만 này mình có thể áp dụng cho cả động từ 동사, tính từ 형용사 và cả danh từ 명사. Vậy thì mình sẽ có chia ra làm hai thì ha. Một bên là thì quá khứ, ở đây sẽ là quá khứ, ở đây sẽ là hiện tại. Quá khứ, hiện tại. Mình đến với ví dụ của động từ 먹다. 먹다 ăn. 가다 가다 đi và 공부하다. 공부하다 học. Ở quá khứ mình sẽ chia ra theo hình thức đó là 앗, 앗, 치만 đã cái gì đó nhưng mà. Ở hiện tại đơn thì mình sẽ cộng với 치만. Mình chia như sau: đã ăn nhưng mà cái gì đó. 먹 것지만 먹었지만 치만 ở hiện tại 먹지만 먹지만 ăn nhưng mà 가다 đi đã đi nhưng mà 갔지만 hiện tại 갔지만 đi nhưng mà cái gì đó 공부하다 공부했지만 hiện tại đơn mình sẽ có là 공부하지만. Đối với tính từ mình sẽ có hai ví dụ như sau: 작다 작다 nhỏ và 크다 to. Vậy thì mình cũng chia tương tự ha, 왔지만 cho quá khứ và 치만 cho hiện tại. Vậy thì mình sẽ có 작다 nhỏ nhưng mà, đã nhỏ nhưng mà cái gì đó. 작았지만 qua hiện tại đơn 작지만 크다 컸지만 đã lớn nhưng mà cái gì đó và hiện tại đơn sẽ là 크지만. Đối với danh từ thì sẽ hơi khác một xíu ha. Quá khứ của mình sẽ có là 이 었 và 였지만. Hiện tại sẽ chia là 이 지만. Mình đến với ví dụ 학생 학생 học sinh và 교사 교사 giáo viên. Vậy thì đã là học sinh nhưng mà cái gì đó thì mình sẽ thành là 학생. Ở đây 학생 của mình có bắt chim, có âm đuôi nên mình cộng với 이었지만. 이지만 hiện tại 학생 학생 mình lại có âm đuôi cộng với 이지만. Trường hợp thứ hai, 교사 giáo viên không có âm đuôi, vậy thì quá khứ nó sẽ là 교사였지만 và ở hiện tại đơn nó sẽ là 교사지만.